Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị công an thành phố Hồ Chí Minh truy bắt hung thủ đâm người đàn ông tử vong tại căn biệt thự. Bước đầu xác định nạn nhân 58 tuổi là chủ căn biệt thự bị hung thủ dùng dao tấn công. Theo cơ quan điều tra, sáng 24 tháng 6, chủ căn biệt thự tại đường 3A, phường Bình Trị Đông B, thành phố Hồ Chí Minh đi tập thể dục tại công viên đối diện nhà, rồi về đứng tưới cây trước nhà thì một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi bộ đến cầm dao tấn công. Nạn nhân chạy vào nhà thì bị người này đâm gục. Khi nghe tiếng người nhà nạn nhân chi hô, hung thủ mới bỏ chạy. Nạn nhân mặc dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do trên người có nhiều vết thương dẫn tới mất máu nhiều. Qua trích xuất camera, nạn nhân bị hung thủ đâm hơn 10 nhát. Một số người dân sống gần căn biệt thự cho biết trước đó có thấy một người là nam giới thường qua lại quanh khu vực nhà của nạn nhân. Hiện công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt hung thủ.